chi phí để nuôi một bé poodle hàng tháng là bao nhiêu? Đó là câu hỏi mà rất nhiều bạn đã hỏi poodle number one. Vậy ngày hôm nay poodle number one sẽ chia sẻ cho các bạn các chi phí cần thiết để nuôi một bé poodle. Hãy cùng theo dõi video nhé. Poodle number one, chạy chó poodle số 1 Sài Gòn. Chi phí mua giống chó poodle. Để sở hữu một chú poodle trung bình, một em có giá từ 5 đến 7 triệu đồng, phụ thuộc vào nhiều tố. Tuy nhiên, giá 6 đến 8 triệu là khoản tiền cho giá chó tiny hoặc toy poodle. Standard poodle, miniature poodle thì có thể có giá cao hơn. Ngoài ra, nếu mà thì cấp poodle thì có giá tầm khoảng 10 đến 15 triệu. Chi phí thức ăn. Chó cảnh không nhất thiết cứ phải ăn cao lương mỹ vị như nhiều người vẫn tưởng. Hầu hết là 3/4 chó cảnh hiện nay có thể ăn và cùng thức ăn của người. Chúng có thể ăn được cá, thịt bò, nội tạng, thịt gà, thịt lợn, trứng, rau củ, quả và cơm. Nếu chó ăn cùng với gia đình, lượng thức ăn mỗi ngày sẽ khoảng từ 110 đến 120 gram, còn lại rau củ, quả xay, cơm. Nếu mua thịt bò, bạn mất khoảng 25.000, thêm cơm và rau củ quả khoảng 35.000 một ngày. Nếu thay thực phẩm khác rẻ hơn thì sẽ giảm chi phí, tính trung bình khoảng mỗi ngày mất khoảng 30.000. Còn nếu bạn cho bé ăn hạt thì giá hạt cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với giá thức ăn mà lại sạch sẽ và gọn gàng. Mỗi tháng tiền hạt khoảng 300 đến 500.000. Chi phí chăm sóc lông. Nếu bạn nuôi một chó có lông ngắn thì chi phí chăm sóc lông sẽ không cần bàn tới. Tuy nhiên, với dòng chó poodle thì chăm sóc lông là khá quan trọng nếu bạn không muốn lông chó poodle nhà mình bị rối và sơ sát. Chi phí cho việc chăm sóc lông của dòng này cũng khá tốn kém. Chi phí gồm chi phí mua vitamin, thuốc bổ lông, thực phẩm chức năng khoảng 600 đến 700.000 cho một tháng. Nếu kinh tế không có thì bạn có thể mua ít đi, nhưng nếu mà bạn muốn bé nhà mình có sở hữu bộ lông đẹp thì phải chi tầm đó. Ngoài ra còn chi phí spa cho bé mỗi lần từ 100 đến 150.000 một lần. Hàng tháng thì chúng ta có thể đi 2 đến 4 lần, tức là các bạn có thể đi 1 tuần một lần hoặc 2 tuần một lần. Lông bé thì lúc nào sẽ được bông và không bị hôi do được spa thường xuyên. Ngoài ra bé sẽ được cắt tỉa 2 tháng một lần và mỗi lần cắt tỉa chi phí khoảng 300.000. Mỗi tháng tùy thuộc vào số lượng tắm, bạn có thể tắm ở nhà thì giá dầu gội thì khoảng 100.000. Chi phí chăm sóc sức khỏe. Nếu bạn mua cho con từ 2 tháng tuổi thì bạn mất thêm chi phí tiêm phòng vaccine, sẽ có khoảng 2-3 mũi cho 5-7 người bệnh. Đây là chi phí bắt buộc. Mỗi nơi sẽ có giá khác nhau, nhưng mỗi mũi dao động từ 150.000 đến 200.000. Ngoài ra, những lúc bé biếng ăn, ốm hay bé bị lây vết giận thì chúng ta cần phải đưa bé đến khám thú y. Chi phí khám thú y thì từ 100 đến 150.000 một lần. Chi phí thuốc trị vết giận từ 50 đến 200.000 tùy từng loại thuốc như nhỏ ve gáy hay thuốc tiêm hay thuốc uống. Ngoài ra sẽ có sữa tắm trị vết giận chuyên nghiệp cho bé vì giá từ 200 đến 500.000. Nếu bé bị bệnh cần dùng thuốc kháng sinh, thuốc bệnh thì tùy từng trường hợp thì có thể từ 100.000 đến 1 triệu. Một vài chi phí khác để chăm sóc một bé poodle, bạn cũng sẽ mất thêm một khoản chi phí khác như quần áo, tã lót, một số vật dụng vệ sinh. Ngoài ra cả đồ ăn vặt như là xương nhái. Tùy nhu cầu và sở thích, sự quan tâm của các sen khác nhau thì chi phí mỗi tháng cho khoản này từ 200 đến 2 triệu đồng. Vậy sơ sơ, nếu không tính chi phí mà các bạn để bỏ ra để mua một bé poodle thì một tháng các bạn nuôi poodle chi phí khoảng từ 1 triệu rưỡi đến 3 triệu một tháng rồi. Muốn mua chó giúp poodle giá sinh viên 1 đến 2 triệu, liệu có đủ chi phí để chăm sóc các bé cho cảnh poodle không? Hãy comment xuống dưới nhé!